Hi, xin chào các bạn. Chỉ còn đúng một tuần lễ nữa thôi thì Việt Nam Motor Show 2018, triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam sẽ chính thức khai mạc. Và cũng giống như là cái bài post hôm trước admin đã nói trên YouTube, đó là cách làm sao để mà lấy những cái chiếc vé để mà tham dự vào trong cái triển lãm này hoàn toàn miễn phí. Thì hôm nay admin xin làm cái clip nhỏ nhỏ để hướng dẫn cho các bạn cách lấy cái vé như thế này, miễn phí ha. Cái vé admin đang cầm trên tay này là vé giấy mời khai mạc, có nghĩa là những cái vị khách mời VIP vào buổi khai mạc đầu tiên, đó là buổi ngày 24, thì sẽ được sử dụng cái vé này để mà vào ha. Thì admin chưa được nói sơ sơ qua thì cái triển lãm lần này nó sẽ có rất là nhiều các cái hãng xe sang khác nhau có trong cái motor show lần này, đó là ví dụ như là các bạn có thể thấy đây, Audi, Chevrolet, Ford, Jaguar, Honda, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota, Volkswagen và Volvo. Thì nó sẽ có rất là nhiều hoạt động bên trong cái triển lãm này cũng như là bên ngoài. Bên ngoài thì một số các hãng xe có cho chạy thử, và một số hãng xe thì sẽ có trình diễn những cái màn rip xe cũng như là biểu diễn này kia nọ. Thì sẽ có Audi sẽ cho thầy chạy thử xe nè, Chevrolet nè, rồi có Ford, rồi có Volkswagen là cho chạy thử xe. Còn nếu các bạn muốn giống như là xem biểu diễn xe thì sẽ có Subaru thì sẽ mời một cái bác người nước ngoài cũng khá là già đó, khá là lớn tuổi rồi, mấy lần có qua Việt Nam rip xe, thì có cái buổi biểu diễn xe của Subaru các bạn có thể xem. Ok, còn nếu các bạn muốn vào bên trong thì các bạn cần phải có những cái vé như thế này. Thì admin trên tay mình đang có 8 cái vé. Thì cuối clip admin sẽ tặng cho các bạn 8 cái vé này. Thì bây giờ trước tiên là admin xin vào vấn đề chính, đó là hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để lấy được những cái vé vào cổng từ ngày 25 cho tới ngày 28 như thế này ha. Thì đầu tiên các bạn hãy vào cái website của bên triển lãm á, có nghĩa là mình sẽ lên Google, mình sẽ gõ là vietnammotorshow.vn ha, hoặc là các bạn lên Google có thể gõ ra VMS có thể nó hiện ra đây. Thì cái đây là cái trang web chính thức của cái Việt Nam Motor Show. Thì trong cái web này các bạn kéo tới dưới cùng ha, kéo tới dưới cùng thì nó sẽ có một cái phần là nó để cái đường link logo của cái triển lãm. Cái app dẫn đến cái app của triển lãm thì nó sẽ có là App Store hoặc Google Play. Thì admin đang dùng iPhone cho nên là sẽ mở cái App Store lên. Đầu tiên chúng ta sẽ tải cái ứng dụng của chính thức của Vietnam Motor Show về. Đây, Vietnam Motor Show 2018. Thì mình sẽ bấm tải về cho bạn ha. Thì trong cái ứng dụng này nó sẽ có đầy đủ các cái, ví dụ như từ các cái show cũng như là các cái nhà trưng bày là ai, địa chỉ ở đâu, như thế nào đấy, như các bạn có thể xem mô tả rất là chi tiết đó, về đường đi tất cả mọi thứ đó, cũng như là các cái chương trình diễn ra. Thì bây giờ mình đã download xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu là mở cái ứng dụng này lên. Đây thì nó sẽ hiện ra mấy cái thông báo, thì các bạn cứ chấp nhận hết ha. Rồi tiếp bước tiếp theo chúng ta sẽ phải đăng ký cái tài khoản để mà đăng nhập vào trong cái ứng dụng này. Đây là bước quan trọng ha. Thì chúng ta sẽ đăng ký, nó có nhiều tùy chọn lắm, nó sẽ có là Facebook nè, Google nè, Microsoft, rồi bằng email. Thì giờ mình sẽ dùng Facebook, bấm continue, rồi bấm tiếp tục ha. Bởi vì là mình đã lấy được cái vé miễn phí rồi cho nên là nó sẽ không hiện ra ở đây thông báo cho bạn xem. Vì nếu mà bạn chưa bao giờ đăng ký cái này và chưa bao giờ tải app này mở lên á, thì sẽ có cái bảng đăng ký. Sau khi đăng ký xong thì nó sẽ hiện ra cái màn hình là bạn đã có một cái vé miễn phí. Thì admin có để cái hình chụp của cái màn hình mô tả cho bạn xem đó nha. Sau khi các bạn vô vào xong á, thì nếu mà muốn sử dụng cái vé này á, thì các bạn phải đưa cái điện thoại cho cái người mà nhân viên soát vé. Thì bạn vào cái phần là more, vào phần là vé miễn phí đây. Thì ở đây nó sẽ có một cái màn hình barcode, thì tới lúc đó các bạn chỉ cần cầm điện thoại tới và đưa cho cái người nhân viên
ở ở VMS thì họ sẽ cho bạn vào miễn phí. Thì đối với cái chương trình miễn phí vé này thì theo mình được biết thông tin trên trang VMS thì chỉ có số lượng đâu đó là 2.000 cái vé miễn phí đó ha. Thì một cái vé như thế này các bạn chỉ được vào một lần thôi, nghĩa là các bạn đi vào và đi ra là sẽ hết và không dùng lại được một lần nữa, hoặc là không có chia sẻ cho người khác dùng được nữa đó. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì em xin nói thêm sơ sơ qua về một số cái thông tin trong app nữa. Cái app này nó cũng rất là tiện, khi mà mình đi trong triển lãm thì mình sẽ biết được là trong triển lãm này cái giờ tổ chức của mấy cái chương trình, ví dụ như ngày 24 sẽ làm gì, 25 làm gì, sẽ có cái chương trình gì, nó sẽ ghi hết trong này đó. Cũng như là các cái gian hàng trong đó là gồm có những cái bên nào chẳng hạn như vậy đó, nó sẽ ghi rất là đầy đủ đó, các bạn có thể xem ha. Đây, bên này là bên tên của các cái nhà đơn vị tổ chức, thì đó nó sẽ có các cái tên của cái gian hàng này. Bạn vào bên trong thì sẽ thêm xem được chi tiết đó. Ở đây là cái hình, ở đây là cái phần là cái tên của cái dòng xe mà cái gian hàng này nó sẽ có. Ví dụ như ở đây Subaru thì họ sẽ có các cái dòng xe, ví dụ như là Outback 2018, Forester 2018 đó, ví dụ như vậy. Ví dụ như để mình xem thử cái thương hiệu xe sang là Maserati đi, thì nó sẽ có cái xe gì trưng bày đây ha. Ví dụ nó sẽ có rất là nhiều cái dòng xe khác nhau đó, rất nhiều. Thì các bạn có thể biết được là những dòng xe nào trưng bày. Kéo xuống phía dưới nữa thì chúng ta sẽ có nhiều cái thương hiệu khác nữa. Thì những cái gian hàng này là những gian hàng nó nằm trong cái khu chính, còn những cái này là những cái gian hàng nằm trong khu phụ. Thì trong khu phụ này nó cũng có một số gian hàng, ví dụ như là Eni, Essenza cũng như là Vultronic đó. Vultronic rất là nhiều cái thương hiệu. Thì những cái thương hiệu này Everest Center cùng công ty là Sông Mài Long trưng bày các cái gian hàng từ cái thương hiệu này đó. Các bạn có thể ghé vào cái gian hàng của Vultronic, Sado, Eni cũng như là Essenza để nhận các cái phần quà từ chúng tôi. Thì chúng tôi có làm các cái mini game, các bạn có thể nhận được, ví dụ như là mình sẽ bật mí thêm một số cái ha, ví dụ như là dầu nhớt nè, rồi áo thun, nón kết, hoặc là túi bao tử, hoặc là ba lô, rất nhiều những cái phần quà khác nhau. Thì các bạn tới cái show hôm đó, các bạn đâu đó ứng dụng này về thì chỗ cái chỗ gian hàng của Red Center và bên công ty Sông Hà Long thì nó sẽ nằm những cái khu vực này ha. Đó, đây là khu vực gian hàng chính và đây là khu vực gian hàng phụ trợ đó. Thì gian hàng của Sado Việt Nam sẽ nằm đây, Eni sẽ nằm đây, Essenza nằm đây và Vultronic nằm đây. Thì rất mong là hôm đó các bạn sẽ ghé cái gian hàng của Red Center để mà nhận được những cái phần quà ha. Ok, thì giống như đầu clip thì Bin có nhắc đến đó là có một cái vé mời khai mạc, vé VIP đặc biệt. Thì nhân dịp cái clip này thì mình cũng muốn tặng một cái số vé này cho các bạn ha. Trên tay mình đây là có tổng cộng là 8 cái vé. Thì có 8 cái vé mà có rất là nhiều bạn là fan của Red Center, thì admin sẽ chọn ra 8 bạn, 8 bạn nào comment dễ thương nhất vào trong cái comment của YouTube thì mình sẽ chọn ra ha. Ok, rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Vietnam Motor Show 2018. Đừng quên hãy ghé đến gian hàng của Red Center nhé.